Đúng. Vậy thì suy ra là sẽ mở rộng ra bao nhiêu nào? Rồi suy ra là sao? Nó mở rộng ra bao nhiêu nào? Nó giảm bớt là nó mở rộng. Giảm bớt mấy nào? Năm nào? Vậy thì cái maximum period là bao nhiêu? Năm nào? Không hiểu, không hiểu. À, hay là nào? Đúng rồi. Cảm ơn, nó nói á, là cái chuyện mà repayment á, là trả lại á, cái chuyện mà trả được hai hay là trả sau này á, hay là cái chuyện tiền mà được giỡn á, thì maximum là bao nhiêu? Nó nói là cái trả gần đây maximum là 25 năm, mà tối đa là over là bao nhiêu năm? Là 30 năm. Vậy thì nó bớt được bao nhiêu? Được 5 năm. Thì nó repayment chỉ là nó bớt được bao nhiêu lao á, bớt được bao nhiêu năm á. Tức là hiện tại là trả là 25 năm, nhưng mà maximum là phải trả trong khoảng là bao nhiêu? 30 năm. Vậy thì nó sẽ được giảm bớt bao nhiêu năm? 5 năm. Thì nó sẽ là 5 year. Cái gì mà mấy đứa học sinh nè, ba mẹ của nó sẽ ơn tổng cộng là tấu 55.000 pound. 55.000 pound là chỗ mua. Đâu có chỗ mua có 55.000 pound. À, tôi đã nói nè. Full grant á, học bổng toàn phần á, là dành cho mấy cái gia đình mà có income là 25.000 pound hoặc là ít hơn. Còn học bổng mà partial á, là học bổng một phần á, là dành cho cái gia đình mà có thu nhập lên đến 60.000. Thì cái đoạn mà gia nhập thu nhập 55.000 thì sẽ rơi vào đoạn 25.000 hay 60.000? Lại rơi vào đoạn 60.000. Vậy thì ra nó sẽ là cái kiểu học bổng nào? Partial grant. Tiếp theo cái trường UK đó thì A sẽ được lợi nhất từ cái hệ thống mới này. Ông hiệu trưởng hả con? À, cái này nó sẽ crucial nè, trong việc supporting nè. Nó supporting cho những cái đứa mà gì? Disadvantaged background kìa. Là cho mấy đứa học sinh mà không có điều kiện cô á, mấy đứa học sinh không có điều kiện tốt á. Thì nó hỏi là những đứa học sinh gì? Thì là A thì là mấy đứa mà disadvantaged background student. Các bạn nó có nói được more than 3 chữ không? À, với đủ 3 chữ luôn hả? Disadvantaged student hoặc là disadvantaged background student đều được. Tiếp theo cái trường mới hơn này á, thì cái gì sẽ xảy ra liên quan đến cái số lượng học sinh mà có thể move up, có thể mà chuyển lên cao hơn á ở trong xã hội? Là chuyện gì xảy ra tới số lượng học sinh mấy đứa có thể chuyển lên cao hơn xã hội? Chà xí, gần sang rồi. Có một cái sự đe dọa rằng là một vài đứa học sinh mà nó đi đến university nó sẽ không quyết định đi, và cái cơ hội và cái xã hội đó sẽ bị gì? Undermine. Vậy thì suy ra là cái số này sẽ sâu hề. Ta dũng. Bởi vì mình nên nhìn cái số 6 nha. Là mấy cái trường mới này nè, họ cảnh bố về cái sự ảnh hưởng nè đến cái gia đình đó nè. Là theo ông giáo sư đó nói nè, là sẽ có một sự đe dọa rõ ràng rằng một số đứa học sinh sẽ đi tới đại học á, thì tụi nó sẽ không quyết định đi học nữa bởi vì học thấy cô quá. Và điều cái cơ hội và cái vấn đề xã hội này nè, nó sẽ gì? Undermine, là sẽ phải cần được xem xét.
Rồi người former của các tổ chức đó nói là mặc dù học phí thì cô hơn, nhưng mà số lượng người nên đi học đại học thì nên gì? Nên mực, nên được mở rộng. Kế hoạch của ổng là cho 10% tăng lên trong số lượng mấy đứa học sinh trong vòng 4 năm tới. Mấy đứa part time student á, thì sẽ tiếp cận cái việc vay mượn tiền học phí để tụi nó trả bộ trong tiền học phí tụi nó, và nó sẽ có, họ sẽ cho nhiều người cái cơ hội thứ hai để mà học lấy một cái bằng sau này. Rồi vậy thì họ nói á, là với cái tình hình học phí cao như vậy á, thì là sẽ có nguy cơ là ít người học. Nhưng mà phía sau ông đó, ổng đã nói ra có cái kế hoạch của ổng á, thấy không, là ổng sẽ cho là gì, ổng sẽ allow, ổng sẽ cho phép 10% tăng lên về số lượng học sinh. Vậy thì cái này sẽ là gì, tăng hay là giảm? Cái này nó nói là số lượng mà người mà sẽ đi học đại học á là tăng hay giảm, cái đã là chắc chắn là giảm rồi đó, bởi vì học phí cô. Nhưng mà ổng nói kế hoạch của ổng á là ổng sẽ lồn cho con số này tăng lên bằng cách ổng cho tụi nó vay tiền học phí. Vậy thì bây giờ họ chỉ hỏi mấy đứa là số lượng người đi học đại học sẽ là tăng giảm, thì mấy đứa này trả lời sao? Là giảm, được chưa? Là degree, là giảm. Rồi sau đó cái kế hoạch của ổng sau đó thì kệ ổng, bởi vì hiện thực bây giờ là sao? Hiện thực theo cái bề hiện tại là sao? Là đang giảm, bởi vì học phí cô quá mở. Rồi còn cái đó chỉ là cái plan của ổng thôi, kế hoạch của ổng là tăng thôi. Còn cái đang dùng tiền hiện tại đơn mà thì hiện tại là giảm. Rồi A sẽ mà hỏi học phí hơn 7.000. Đây 6-7.000 đây. Mấy cái trường đại học sẽ thay đổi học phí. A handful, à top university, những trường học phí trong diện top university, tụi nó sẽ chat cái học phí higher nè. Đây là top university. Cái form của cái bài này nó hơi bị vô duyên, là nó hỏi trên mơ màng, nó không có đúng với cái form mình thi. Cái thứ tư mình sẽ học những cái bài đó thì cái đó mới là cái form chuẩn, đúng không? Còn cái này nó là luyện thôi. Sửa luôn cái này là gì nha. Sửa. Bây giờ ghi đáp án nè. Cái số 1 là keep employees. Cái trang cuối cùng á, trang 33. Số 1 là employee. Số 2 á là 17.000 pound. Số 3 là 78%. Và số 4 là private and voluntary. Về nhà có hai mẹ phải làm. Phân tích cho cô cái con khác viết của vợ and